Cháy nhà sáng sớm, thương tâm gia đình 3 người tử vong. Sáng ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà làm 3 người tử vong. Vụ cháy nhà ở Bắc Giang xảy ra vào lúc sáng sớm tại ngôi nhà 2 tầng ở số nhà 43 đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, do bà Đào Thị Hương làm chủ hộ. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện ở tầng 1 ngôi nhà 2 tầng với diện tích 50 m² một sàn. Khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói, khí độc. Ngay khi tiếp nhận được tin báo về vụ cháy nhà sáng sớm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Sau khoảng 15 phút khi lực lượng cứu hỏa tới nơi, đám cháy đã được khống chế và được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, vụ cháy làm 3 người tử vong, bà Đào Thị Hương sinh năm 1981, ông Nguyễn Văn Nguyên sinh năm 1977 và cháu Lương Anh Nhân sinh năm 2016 và thiêu rụi 1 xe máy, 1 máy giặt cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt gia đình tại tầng 1 của ngôi nhà. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.